Tiếp theo, câu số 3. Chúng ta quay lại với đội rải thính. Mời hai chàng trai. Còn 3 két sắt, 3 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng mà thôi. Mời đáp án. Ngày 5 tháng 9, ngày 3 tháng 9, ngày 7 tháng 9. Mời các em quay lại xem. Ngày nào là ngày âm nhạc Việt Nam? Bắt đầu. Anh số 3 dương 9 anh thích. Chắc chắn không phải là ngày 5. Trực giác. Chỉ có thể là ngày 7 hoặc ngày 9 thôi. Anh thích ở giữa. Hên xui nha. Tính anh đi. Tính anh đi. Tính anh đi. Không, em không anh biết. Anh thích con số này. Lần này thì mình thấy anh bạn nhiếp ảnh mạnh mẽ, quyết đoán, lôi kéo canh chàng sinh viên kia qua đứng cùng với mình cho bằng được ở vị trí ngày 3 tháng 9. Vì sao? Em tin chắc. Cái đó trực giác thôi anh. Trực giác thôi. Anh sẽ công bố vị trí ngày 5 tháng 9 trước nè. Bên này mà đúng một cái là hai chiếc két sắt còn lại tự động đóng sập xuống. Đó là đáp án sai. Các em có biết ngày đó là ngày gì không? Đó là ngày khai giảng. Vậy thì ngày nào là ngày âm nhạc Việt Nam? Bắt đầu! Đáp án chính xác sẽ là ngày... Chính xác! Ngày 3 tháng 9! Chúc mừng hai em! Tới đây với anh, tới đây! Qua được rồi là mừng rồi đúng không em? Dạ. Bây giờ nè, mình có 10 triệu nè. Giờ mình cũng gặp lại những người bạn của mình trong đó, coi họ đang làm gì nha. Xin mời. Ủa Bình ơi, em vẫn còn cười được hả Bình? Dạ. Chứ vậy là giờ khóc anh lên truyền hình. Đây cũng là dù gì cũng là cuộc chơi thôi. Chứ mình lên truyền hình mình khóc. Vẫn tươi, vẫn đẹp đúng không em? Dạ. Cho em hỏi thăm được không anh? Hỏi thăm đi em. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Đang thể hiện nè, đang thể hiện nè, bớt thể hiện lại. Người ta vô đây người ta đã buồn rồi nha. Bớt thể hiện ngoài đó lại. Thì người ta giỏi, người ta mới được thể hiện tiếp chứ. Không mà hay, mà hai bạn hay quá trời. Rồi thì bây giờ các em cũng sẽ nghĩ đến cái việc là mình sẽ dùng cái quyền hồi sinh để mà giải cứu một trong ba người đó nghe. Dạ. Thôi tạm biệt một chút xíu, gặp lại nè. Hai em về chỗ. Đọc đẹp, xin mời. Bên kia anh ta còn hai người, nhưng mà hai người này nãy giờ là ăn ý với nhau vô cùng luôn. Mình còn ba người là hơn tay về mặt số lượng đó. Nhưng mà để coi chất lượng như thế nào sau cái câu hỏi này nha. Mời đáp án. Dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, dân tộc Nùng. Chết rồi. Toàn là những dân tộc của Việt Nam ta. Mời các em xem. Dân tộc nào của Việt Nam có họ tên đặt theo tên các loài động thực vật? Bắt đầu. Khơ Mú, Nùng. Quay lại nào. Nùng, phải nùng. Không biết thì mình rải người ra. Mình rải người ta. Bây giờ mỗi người một đoán nhé. Rải đi anh. Sao giờ không biết thì mình rải ra thôi. Nùng. Ủa, trong hai cái này thôi, Thái không thể nào. Dân tộc nào. Nùng. Còn 8 giây, nhanh lên. Anh vào vị trí, nhanh. Ủa, vào đi. Ban đầu thì đội trưởng Tuấn Trần muốn rằng là mỗi người sẽ đứng một vị trí. Nhưng sau đó thì em gái áo đỏ một lần nữa quyết không buông tha đội trưởng. Đội trưởng đi đâu em cũng theo cùng, đúng không? Để anh xem các bạn không chọn dân tộc Thái đúng không? Anh công bố vị trí này trước nha. Dân tộc Thái, đây là đáp án thế nào? Không chính xác. Là một trong hai mình được sống. Giờ hoặc là dân tộc Khơ Mú hoặc là dân tộc Nùng. Nếu mà Tuấn Trần mà qua được câu này là đội mình có thêm 10 triệu. Hai đáp án này, cái nào đúng, cái nào sai, xin mời. Em chỉ biết Thái sai thôi. Help me. No.
dân tộc Khmer. Dạ. Trang ơi. Gì vậy? Gì vậy? Về chỗ, về chỗ, về chỗ. Gì mà đập đầu đau đớn vậy? Thôi về đây với anh luôn đi, về đây, về đây. Về luôn hả? Ví dụ như là có những cái họ mà người ta đặt tên á là Rvai, có nghĩa là con hổ nè. Tờ Mông là con chồn. Tờ Vạ là cây dương sĩ á. Dương sĩ. Có những cái họ nó là như thế. Giờ thì mình sẽ từ từ mình gặp lại những người đồng đội của mình mà bây giờ nè em ơi. Mà thiệt ra là cũng may, chứ nếu như ban nãy mà mình chia mỗi người một đứng một ô đó là giờ mình còn có người thôi hả? Vâng. Cũng may là còn lại hai. Cho xin kết nối với căn phòng trống để xem những người còn lại như thế nào. Ở trong đó là sao? Rất khỏe anh ạ. Bây giờ mới biết đồng đội em cười, em không thấy mắt đâu luôn ha. Em làm như em thấy gì đó. Ừ, thì tụi em cũng đồng đội mà. Ai muốn được hồi sinh? Em. Để cho em. Em sẽ kể không? Cho anh nghe cảm giác vô đây như thế nào. Với lại là ở ngoài kia đã có độc rồi thì để đẹp ra. Là chị mới vô á, chị ở trong này mới được có chút xíu mà. Rồi giờ Nguyên quyết định lại cho đồng đội ạ. Có gì muốn nói? Anh ơi, em muốn ra anh ơi, cứu em giúp. Cô gái này thì tha thiết muốn được ra đây. Em cũng muốn ra. Em sẽ hy sinh những... Ủa nó nghe là hy sinh kiến chị thức em. Còn lại. Em ơi, người ta cần em chiến thắng chứ không cần em hy sinh. Anh cũng có kiến thức vậy em. Anh cũng thể giúp đồng đội vậy. Ai cũng là người xứng đáng cũng có thể ra đây em lại. Em câu này đúng. Để dành cho cuộc thi Hoa hậu. Rồi, mời hai em về chỗ đi. Tạm biệt các em. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc vòng thi đầu tiên thì đội Rải Thính các bạn đã tích lũy cho mình được số tiền là 16 triệu đồng. Còn đội Độc Đẹp 21 triệu đồng. Cộng thêm 10 triệu của đội trưởng nữa là 31 triệu đồng. Nhưng các bạn có giữ được số tiền này của mình để mang về cho đồng đội của mình hay không tùy thuộc vào vòng thi thứ hai. Hãy nghĩ cho là ít phút trước khi bước vào vòng thi số 2. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình. Đây là vòng 2. Vòng này có tên là Cùng Đối Đầu. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ xem coi là hai đội chơi họ sẽ quyết định giải cứu thành viên nào của đội mình. Các em đã thỏa thuận với nhau xong chưa? Đội em cũng đã thảo luận với nhau xong rồi. Đội này thế nào? Các em có khó để lựa chọn hay không? Dạ không ạ. Chúng ta sẽ biết người mà hai đội giải cứu là ai. Các bạn đã quay lại với đội của mình. Xin mời. Em, cuối cùng thì em cũng đã thuyết phục được hai thành viên còn lại của đội mình, trong đó có đội trưởng để cứu mình. Đúng không? Dạ. Dạ vui lắm, anh hai đó đang bứt tóc sâu cho nhau. Trời ơi, đang bứt tóc sâu cho nhau hả? Dạ. Anh sẽ đọc câu hỏi cho từng đội và các bạn hãy lắng nghe câu hỏi cũng như nhìn lên trên màn hình sẽ có đáp án. Nhưng mà đáp án này chúng tôi đã hoán đổi các ký tự với nhau. Các bạn sẽ phải đoán ra cái được đáp án chính xác ta là gì. Nếu các bạn đoán sai trong vòng 15 giây, chiếc két sắt rơi xuống. Cuộc chơi sẽ dừng lại khi một trong hai đội không còn ai trơn trọi trắng tay thì cái đội còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt nha. Bây giờ cho anh biết đội Độc Đẹp cử ai đầu tiên nào? Mới ra chơi. Dạ, em đi trước. Phương đi trước đúng không? Dạ. Lỡ như đi trước rồi giờ vô trong đó nữa rồi sao? Mày đi trước. Cả nhà tin em, cố lên, không vô chổng nữa đâu. Rồi, Phương, chuẩn bị. Còn bên đây, ai Bình ơi, em cử ai? Tất nhiên không phải là em rồi. Dạ. Anh Bình ơi, em có mệnh hệ gì, anh lo lắng cho bạn em giùm nha. Trường và Phương, mời hai em vào vị trí. Trường đi trước. Câu hỏi của chúng ta sau khi anh đọc, nó chỉ có 15 giây cho em suy nghĩ và trả lời. Em cứ việc đọc thật nhiều đáp án, 15 giây trôi qua như một cái chớp mắt em nha. Chuẩn bị, câu số 1. Người đàn ông qua cầu bị té trong bài hát Bắc Kim Thang là ai? Bắt đầu. Đức Cảnh. Sai. Cái cầu. Sai. Hết giờ. Bài Bắc Kim Thang nó quen quá mà đúng không các bạn? Chú bán dầu qua cầu mà te thì đáp án của chúng ta sẽ là
Chú bán dầu. Ủa sao bạn ấy đọc tên Đức Cảnh này đâu ra vậy? Trong bài Bắc Kinh Thang có ông nào tên Đức Cảnh đó ta? Em chưa hiểu vô đó nữa. Bây giờ thì ai sẽ lên thay thế vị trí của Trường đây? Em hay anh? Em. Để em. Duy, mời Duy vào vị trí. Phương ơi, cố lên. Phương, giờ tới em. Nãy tự nhiên mình đứng không, mình cũng loại được một đối thủ. Giờ tới mình đây. Hồi hộp lắm anh ơi. Loại cây kỳ lạ mà hạt nằm ở ngoài quả. Bắt đầu. Quả điều, trái điều, cây điều. Chính xác. Đó là cây điều. Cái đáp án nó gần như là một cái từ khóa. Thành ra các bạn phải nói đúng cái đáp án. Chứ nếu như các bạn nói mà mặc dù là đúng đó, nhưng mà nó không đúng với cái từ khóa thì chúng tôi cũng không tính. Ví dụ như các bạn nói là quả điều thì cũng đúng vậy, trái điều cũng đúng vậy, nhưng mà cái từ khóa chúng ta là cây điều. Duy, chuẩn bị. Địa danh ở miền Bắc nổi tiếng với cung ruộng bậc thang đẹp tuyệt trần. Bắt đầu. Xuống. Hai thành viên liên tiếp của đội Rải Thính đã ra đi. Đó là Mù Căng Chải. Chúng ta phải dựa vào câu hỏi, và sau đó chúng ta nhìn cái dãy ký tự đó, và chúng ta sắp xếp trong đầu và đoán. Địa danh ở miền Bắc nổi tiếng với cung ruộng bậc thang đẹp tuyệt trần. Mà ngay cả bản thân cái dãy ký tự vừa rồi, cái chữ mù nó cũng hiện lên rất là rõ. Giờ còn có mình em để bình. Nãy giờ em nói mấy đi em nó chiếm sóng quá đúng không? Giờ sẽ đi em thể hiện đây. Mời em. Mời em mình. Thật ra mắt em hơi cận xíu nên không biết là em nhìn được cái kia không nữa. Em có cận mắt kiến không? Thôi không sao đâu, kệ đi. Ráng nha Phương. Dạ. Đó, thấy không, em may mắn quá. Giống như em là có số mà sát đội bạn vậy đó. Đó là lý do tại sao em không phải là đồng minh của đội bạn. Bây giờ thì anh tin nha. Câu hỏi dành cho em. Bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Bắt đầu. Những nụ hôn rực rỡ. Chính xác. Những nụ hôn rực rỡ. Đây là một bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với sự góp mặt của Thanh Hằng và các chàng trai của nhóm F5 và nhiều diễn viên khác nữa. Một bộ phim ca nhạc rất là hay, hấp dẫn. Lúc đó là em thích cái bài Chàng đi qua lối đó. Em thích bài đó lắm. Vậy thôi đấy hả? Anh đang phiêu cùng với em á, tự nhiên em làm anh hụt hẫng à. Đây, bây giờ người ta đang lo lắng. Cái vị trí quen thuộc của anh ta. Câu hỏi dành cho em. Tỉnh Gia Lai nổi tiếng với loại muối chấm độc đáo nào? Bắt đầu. Muối... Trời ơi, thấy... Muối... Muối tiêu... Hết giờ! Tiếc quá! Muối kiếm vàng. Muối kiếm vàng. À, đây là một trong những cái loại muối chấm độc đáo của tỉnh Gia Lai. Phương ơi, đúng thiệt nha. Trời ơi, em là có số sát phạt á. Một mình em đứng trên đó trả lời được mới có hai câu chứ nhiêu, đúng không? Mà em loại sạch sẽ ba thành viên của đội còn lại. Các em là đội giành chiến thắng. Chúc mừng tiến đây. Hay quá anh ơi.